các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của LifeForex. Khi bước chân vào thị trường ngoại hối thì hầu hết các trader đều mong muốn tìm cho mình càng nhiều kiến thức càng tốt nhằm giúp ích cho quá trình giao dịch của họ. Vậy nên ngoài việc học hỏi từ những người đi trước thì việc đầu tư vào những quyển sách Forex tốt là việc đầu tư hiệu quả nhất cả về kiến thức lẫn về chi phí mà họ có thể thực hiện được. Trong một số quyển sách giao dịch Forex được đề cập dưới đây thì hầu hết sẽ cung cấp từ 3 đến 10 chiến lược mới để các trader thử nghiệm trên thị trường. Giao dịch Forex giống như một chuyên gia, đòi hỏi sự kết hợp giữa các ý tưởng, chiến lược, thực hiện và thử nghiệm. Bạn không thể có được điều này trong một quyển sách. Khi bạn phát triển như một nhà giao dịch, tâm trí của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ nhìn nhận vào thị trường theo một cách mới hơn. Do đó, nếu bạn đọc được những quyển sách Forex hay và bổ ích, bạn sẽ tìm hiểu được những ý tưởng mới và sau đó bạn có thể thêm vào các chiến lược của mình để trading một cách hiệu quả hơn. Bạn có nóng lòng muốn biết những quyển sách giúp bạn thành công trên con đường chinh phục thị trường Forex chưa nào? Hãy cùng chúng tôi chinh phục 5 quyển sách dưới đây. Thứ nhất, quyển sách Forex Day Trading and Swing Trading the Currency Market, các chiến lược kỹ thuật và cơ bản cho lợi nhuận từ các động thái thị trường. Wally Trading 3rd Edition bởi Kathleen. Kathleen là một trong những nhà phân tích Forex phổ biến nhất trên thế giới. May mắn thay, Kathy đã dành thời gian để viết ra một vài quyển sách, trong đó bao gồm quyển sách giao dịch ngoại hối kinh điển này. Sự khác biệt chính giữa Kathy và rất nhiều thương nhân khác là sự hiểu biết sâu sắc của Kathy về các khía cạnh kỹ thuật cũng như những cơ bản của thị trường. Kathy có thể thảo luận về một bức tranh cơ bản của bất kỳ cặp tiền tệ nào trên thế giới. Sách của Kathy bao gồm các chiến lược giao dịch ngoại hối cho các nhà kinh doanh cơ bản và kỹ thuật. Bạn sẽ có kiến thức rất rộng về các thị trường và có thể bắt đầu thực hiện các ý tưởng kinh doanh với một tài khoản demo ngoại hối sau khi đọc quyển sách này. Thứ hai là cuốn Forex. Forex Trading The Basics Explained in Simple Terms, viết bởi Jim Brown. Bạn muốn có một quyển sách chia sẻ về giao dịch ngoại hối một cách rõ ràng và xúc tích nhất. Vậy thì Jim có thể giải thích mọi thứ bạn cần biết về giao dịch Forex trong quyển sách này. Trong cuốn sách này của mình, Jim đã trải qua tất cả các yếu tố quan trọng trong kinh doanh ngoại hối, bao gồm chiến lược đầu tư, chiến lược rút lui, quản lý tiền bạc và tâm lý thương mại quan trọng. Vào cuối quyển sách, một hệ thống giao dịch cơ bản đã được trình bày, do đó bạn có thể sử dụng nó như một cách để xây dựng các ý tưởng giao dịch ngoại hối mới hoặc các chiến lược của riêng mình. Thứ ba là cuốn Forex Currency Trading for Dummies của Kaelin Brook và Ryan Dolan. Kinh doanh tiền tệ cho người mới là một bách khoa toàn thư của Forex cơ bản, phân tích kỹ thuật, chiến lược kinh doanh và tất cả mọi thứ bạn cần biết về thị trường ngoại hối. Như bạn biết, thị trường tiền tệ được điều khiển bởi bảng phát hành dữ liệu cơ bản quan trọng. Những thứ như bảng lương phi nông nghiệp, PPI, tỷ lệ ngân hàng trung ương, các cuộc họp FOMC, chỉ số CPI và GDP. Vậy nên bạn cần phải nhận thức được các dữ liệu kinh tế quan trọng, phát hành và ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch Forex của bạn. Thứ tư là cuốn Forex MetaTrader 4 High Probability Forex Trading Method bởi Jim Brown. MetaTrader 4 là nền tảng giao dịch số 1 trên thế giới. Nếu bạn tham gia Forex thì bạn sẽ muốn biết tất cả các mẹo và thủ thuật để sử dụng MetaTrader 4 theo cách tốt nhất, đúng không nào? Trong cuốn sách Forex này, Jim phát thảo một phương pháp giao dịch Forex đơn giản được đưa ra tự do. Bạn không phải làm bất cứ điều gì khác. Nhưng để có thể vận dụng tri thức trong cuốn sách này thì bạn phải thích ứng với phong cách kinh doanh và thử nghiệm nó trong môi trường mô phỏng. Quyển sách thứ 5 là quyển Forex A 3-Dimensional Approach to Forex Trading Paperback của Anna Collins. Bạn có thể đang tìm kiếm các hệ thống giao dịch cụ thể để thêm vào giao dịch Forex của bạn. Đây không phải là cuốn sách đó. Thay vào đó, cuốn sách này của Colin là một trong những cách tiếp cận khác. Nó là một tập hợp các ý tưởng xung quanh các thành phần chính, tạo nên những gì nó cần để làm tốt với kinh doanh ngoại hối. Trong thực tế, đây là một trong những quyển sách tốt nhất mà bạn nên đọc vì nó là nền tảng mà thường bị mất trong thương nhân ngoại hối. Một quyển sách hay chính là chìa khóa để giúp bạn đến gần với tri thức của nhân loại. Chính vì vậy, những quyển sách trên sẽ giúp bạn rất nhiều trong mỗi giao dịch Forex. Hy vọng những tựa đề sách trên, bạn sẽ tìm được quyển sách phù hợp với bạn nhất để giao dịch không còn là nỗi lo lắng của bạn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.